tục chuyến thăm và làm việc các tỉnh Nam Trung Lào, sáng nay ngày 5 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Salavan. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, bà Punthavi Trolasi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Salavan cùng đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan đã tiếp và làm việc với đoàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Salavan Punthavi Trolasi nhiệt liệt chào đón đoàn, đồng thời khẳng định chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Salavan. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước nói chung, giữa hai địa phương Salavan, Đà Nẵng nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Salavan thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời mong muốn thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho tỉnh Salavan nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội, tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, kêu gọi các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Salavan Punthavi Trolasi khẳng định, đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Salavan luôn nhận thức trong mỗi sự phát triển của tỉnh có sự đóng góp, hỗ trợ tích cực của thành phố Đà Nẵng. Mong muốn trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trang thiết bị y tế. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Salavan, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo chính quyền tỉnh Salavan, đồng thời nhấn mạnh đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin với tỉnh bạn về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban chính quyền tỉnh Salavan và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành của hai địa phương trong việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian qua. Theo đó, trong các lĩnh vực mà thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho các địa phương Lào, thì việc hỗ trợ về giáo dục và đào tạo đạt hiệu quả chất lượng rất tốt. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại, du lịch. Tỉnh Salavan giới thiệu một số dự án cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh để doanh nghiệp Đà Nẵng nghiên cứu, khảo sát khả năng đầu tư. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hy vọng trong thời gian tới, các quan hệ hợp tác giữa hai địa phương tiếp tục được phát triển và gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Salavan sang thăm thành phố Đà Nẵng vào thời điểm thích hợp. Tại buổi làm việc, hai bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực giai đoạn 2023-2027, gồm các lĩnh vực trao học bổng, hợp tác dạy tiếng Việt cho nhân dân Lào, hỗ trợ học tập kinh nghiệm ngắn hạn giai đoạn 2023-2027, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và Sở Công Thương tỉnh Salavan. Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã tặng Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền tỉnh và các sở ngành 30 máy tính bảng, hỗ trợ 500 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội.